ca lô a dâm pha đan ta thamma sa va na ca lô a dâm pha đan ta nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sa ma sa mô tha sa nam mô ta sa pha ga va to Arahato Samma Sambuddha Sanamo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sambuddhaṃ Saraṇaṃ Gacchami Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchami Saṅghaṃ Saraṇaṃ Gacchami Tutiyam Bibuddhang saranang gacchami tutiyam Bithammang saranang gacchami tutiyam Bisanghang saranang gacchami tatiyam Bibuddhang saranang gacchami tatiyam Bithammang saranang gacchami tatiyam Bisanghang saranang gacchami Iti biso phagawa arahang sama sambutho vicha charana sambano sugato lokavido anuttaro purisadama sarati sathade vamanusanang butho phagawati nati me saranang anyang Buddho me saranang warang ete na sacca vacce na hontu me jayamangalang uttamange na vandehang badabang sum varuttamang buddhe yo khalito doso buddho kamatutang mamang Svākhāto bhagavata dhammo sandhitiko akāliko ehipāsiko opanayiko pacchataṃ veditāppo viññūhiti nāthi me saraṇaṃ añyaṃ dhammo me saraṇaṃ varaṃ etena sacca vaccena hontu me Jayamangalang uttamange na vandehang dhammaṃ ca duvithaṃ varaṃ dhammeyo khalito doso dhammo khamatutaṃ mamaṃ Supatipanno bhagavato savakasaṅkho Ucupatipanno bhagavato savakasaṅkho Nyayapatipanno bhagavato savakasaṅkho Samicipatipanno bhagavato savakasaṅkho Yadidaṃ cattari purisa yugani attha purisa bhongala esa bhagavato savakasaṅkho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anchalikaraneyo anuttarang punyang khetang lokasatinati me saranang anyang sangkho me saranang warang ete nasaccha vacche nahontu me Jayamangalang uttamange na vandehang saṅghaṃ ca duvithottamaṃ saṅkheyo khalito doso saṅkho khamatutaṃ mamaṃ vandāmi cetiyaṃ sabbaṃ sabbatthāne subhatitthitaṃ sarīrikathātumaha Bodhiṃ buddha rūpaṃ sakalaṃ sadā sambuddhe attha vissaṃ ca dvadasaṃ ca sahassake pañcaśata sahassāni namāmi sirasā ahaṃ tesaṃ dhammaṃ ca saṅghaṃ ca ādarena namāmihaṃ namakāranuvāvena hantva sabbe upaddave Aneka antaraya pivinasantu asesato Sambuddhe pañca paññā sañca catuvisati sahassake Kasata sahassāni namāmi sirasā ahaṃ Tesaṃ dhammaṃ ca saṅghaṃ ca ādarena namāmihaṃ
Namakara nufa we nahantua sabbe ubata we aneka antaraya piwina santu ase sato sambute navutara sate atachatali sasahasake we sati sahasani namami sirasa hante sangkhammanja sangkhanja adare Nanamami hang namakara nufa we nahan toa sabbe ubata we aneka antaraya piwina santu ase sato sabbe purati maya disaya sata awera suki hondu sabbe purati maya Yanu disaya sata awera suki hondu sape dakina Yadisaya sata awera suki hondu sape dakina Yanu disaya sata awera suki hondu sape pechima Yadisaya sata awera suki hondu sape pechima Yanu disaya sata awera suki hondu sape utara Yadisaya sata awera suki hondu sape utara Yanu disaya sata awera suki hondu sape uparima Yadisaya sata awera suki hondu sape hetima Yadisaya sata awera suki hondu sape sata awera hondu suki ta hondu nidukha hondu abhya pacha hondu adikha hondu dikha yuka hondu agoga hondu sampate hisami chantu suki atana pariharantu Dukha pata janik dukha faya pata janik faya soka pata janik soka hontu sape pipanino Akasatha jafumata dewanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tu sasanang Akasatha jafumata dewanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tu nogaro Akasatha jafumata dewanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tu nyatayo Akasatha jafumata dewanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tu panino Akasatha jafumata dewanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tu no sada Idang watano bunyang asawa kaya wahang hon tu anagate kale. Sathu, 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 sathu. Dạ thầy, kinh Tam Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học của chúng con ạ. Xin kính thỉnh sư ạ. Nam mô Phật Thầy Nhã, Nam mô Phật Mạng Nhã, Nam mô Phật Thầy Nhã. Xin chào các bạn. Giờ hôm nay chúng ta sẽ học bằng số thứ 9 ha. Thứ 9 là phần đại mộng thứ 2. Hãy
trong phần này thì sao động lực tỉnh có phần văn phạm, đó là chỉ thị là danh từ với các từ chỉ sự nghi vấn, và đây là phần động lực tử. Bồ Tát thấy loài cỏ tiến giác mọc lên từ rúng của mình, sau đó vươn cao mãi cho đến chạm trời xanh mới dừng lại. Đây là điềm báo cho ngài biết thánh đạo tám hành này sau khi được ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác, chánh đẳng giác hoàn toàn giác ngộ sẽ được thuyết giảng cho chư thiên và nhân và loài người. Thánh đạo tám hành còn được gọi là trung đạo vì phương pháp tu tập này sẽ giúp cho các hành giả tránh xa được hai cực đoan là sự đắm say trong các dục và sự tự hành khổ mình. Từ đó những hành giả cũng sẽ tìm được đáp án cho câu hỏi sự đau khổ hay sầu muộn từ đâu sinh ra, làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi sự đau khổ và sầu muộn ấy. Thì đó là phần đoạn lịch sử ngắn. Giờ phần từ vựng, chúng ta sẽ học phần một số từ vựng liên quan đến cái đoạn lịch sử lúc nãy. Giờ xin đọc rồi sau đó mời lớp mình giơ tay lên em đọc phần từ vựng. Dạ thưa sư, hôm nay sao giọng sư nghe hơi nhỏ? Rồi anh ta sẽ học phần từ vựng trước. Supina, Putiya, Tiriya Tina, Ugachati, Napi, Ahanati, Napa, Ithati, Khati, Ima, Ariyo, Athang, Viko, Maggo, Ariyo, Athang, Viko, Maggo, Api Sampuchati, Machima Patipada, Yoga Vachara, Parivacchapeti, Anta, Kamesu Kamasukhalika Nuyogo, Atakilamatha Nuyogo, Gathang, Jayati, Puto, Vimuchati, Lukha, Soka, Pariyesati, và đó là phần ngữ vần. Mời lớp giơ tay lên em đọc phần ngữ vần ha. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Con xin đọc phần ngữ vận ạ. Supina, mộng điềm báo. Dutiya, thứ hai. Tiriya Tina, cỏ Tiriya. Ugachati, mọc lên. Na phí là rúng. Aha nát tí, chạm vào, đánh đập. Nát phá, bầu trời. Tích tha tí, tha tí, dừng lại, đứng lại. Ý má, này. Ariyo, Athangiko, Maggo, thánh đạo tám ngành. Afisang, Puchati, giác ngộ hoàn toàn. Machima, Patipada, trung đạo. Yoga Vachara là hành giả. Parivacha Peti, khiến tránh xa. Anta, cực đoan. Kamesu, Kamasukha
Kamasukhali Kaniyogu, sự đắm say trong các dục. Atakilamatha Nuyoga, sự tự hành khổ mình. Cách thân thế nào? Cha giá tí là sinh, Kuto là từ đâu? Quý mút chát tí, thoát khỏi, đúc khá, sự đau khổ. Sô cá, sự sầu muộn. Pariye sát tí là tìm kiếm. Dạ con xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc một số danh từ. Số bí ná là mộng, điềm báo. Đố tí giá là thứ hai. Tí rí gia tí ná, cỏ tí rí gia. Út gát hát chá tí là mọc lên. Na phí là rúng. Dạ bạch sư đẩy lên dùm con ạ. A há ná tí là chạm vào đánh đập. Nắp phá bầu trời. Tiết thá tí, tha tí, dừng lại, đứng lại. Ý má này. Arizo athagi atha athangiko maggo, thánh đạo tám ngành. Abhisambuddhati, giác ngộ. Machima patipada, trung đạo. Yoga vachara, hành giả. Bariwacha bê tí, khiến tránh xa. An tá là cực đoan. Kame su Kamatsu khá Khali Kajun yogo, sự đắm say trong các dục. Atakilamatha nu yogo, sự tự hành khổ mình. Dạ đẩy lên giùm con tiếp ạ. Cách thân là thế nào? Cha giá tí là sinh, cú tô là từ đâu? Quý mút chá tí, thoát khỏi. Đúc khá, sự đau khổ. Xô cá là sầu muộn. Bá rí dê, xá tí là tìm kiếm. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ngữ vựng ạ. Sú pí ná, mộng, điềm báo. Tút tí giá, thứ hai. Tí rí ra tí ná, cỏ tí rí ra. Úc quách chá tí, mọc lên. Na phí, rún. A há ná tí, chạm vào đánh đập. Nóc phá, ná phá, bầu trời. Tí thá tí, tha tí, dừng lại, đứng lại. Ý má, này. Arizo, át thành, ghi cô, mắc gô. Thánh đạo tám ngành. Áphisam, put chá tí, giác ngộ hoàn toàn. Machima pati pada, trung đạo. Yoga quá chara, hành giả. Pariwacha pê tí, khiến tránh xa. Ăn tá cực đoan. Kame su kama su khá lý ka nu yogo, sự đắm say trong các dục. Atta lý cá matha nu yoga, sự tự hành khổ mình. Cát thăm, cát thăng, thế nào? Cha giá tí, sinh, cú tô, từ đâu? Quý múc chá tí, thoát khỏi. Đúc khá, sự đau khổ. Xô khá, sự sầu muộn. Parize xá tí, tìm kiếm. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phúng ạ. Dạ, con xin kính lãnh lễ sư ạ. Xin kính chào tất cả anh chị em trong lớp ạ. Chúng xin đọc ạ. Su bi ná là mộng, điềm báo. Đu tí giá thứ hai. Tí rí gia tí ná, cỏ tí rí gia. Út gách cha tí, mọc lên. Na phí, rúng. À há ná tí, chạm vào đánh đập. Ná phá, bầu trời. Tít tha tí, tha tí, dừng lại, đứng lại. Ý má, này. Arizo athang giko makko, thánh đạo tám ngành. Abhisambuddhati, giác ngộ. Machima patipada, trung đạo. Yoga vachara, hành giả. Parivecchabeti,
khiến tránh xa, khiến tránh xa. An tá cực đoan, cà mê xú, cà má xú khà lý cà nú vô gồ, sự đắm sai trong các dục. Á tá lý cá má thà nú vô gồ gá, sự tu hành khổ mình. Các thần thế nào, chà giá tí sinh, cú tô từ đâu? Ví mút cha tí thoát khỏi đúc khá, sự đau khổ. Sô cá sự sầu muộn, ba rí về sát tí tìm đến. Dạ, con đã đọc xong ạ. Xin cảm ơn đạo tràng đã giúp đỡ. Dạ, xin mời Phật tử Thạch Nguyễn ạ. Dạ, thưa con kính lãnh lễ sư, con xin phép được đọc bài. Supina mộng điềm báo Dutiya thứ hai Tiriya Tina Tiriya Tina cỏ Tiriya Ukkachati mọc lên Napi rúng an Ahanati chạm vào đánh đập Napa bầu trời Tithati tha tí dừng lại đứng lại Ima này Iriyo Athangiko Mako thánh đạo tám ngành Apisamputrati giác ngộ hoàn toàn Machima Patipata trung đạo Yoga Vajra hành giả Pariwachapeti khiến tránh xa Anta cực đoan Kamesu Kamasu Kaulika Nuyogo sự đắm sai trong các dục Attakila Mattha Nuyoga sự tự hành khổ mình khắc thần thế nào Chachati xin cú tô từ đâu Vimuchati thoát khỏi đúc khá sự đau khổ số khá sự sầu muộn Pariye Sati tìm kiếm dạ thưa con kính cảm ơn Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài Supina mộng điềm báo Dutiya thứ hai Tiriya Tina cỏ Tiriya Ukkachati mọc lên Napi rúng Ahanati chạm vào đánh đập Napa bầu trời Tithati tha tí dừng lại đứng lại Ý má này Ariyo Athangiko Mako thánh đạo tám ngành Apisambhuchati giác ngộ hoàn toàn Machima Patipada trung đạo Yoga Vajra hành giả Pariwachapeti khiến tránh xa an tá cực đoan Kamesu Kamasu Kali Kanu Yugo Nu Yugo sự đắm say Atta Kim Lama Tha Nu Yoga Atta Kila Mata Nu Yoga sự tự hành khổ mình Khát thăng thế nào Chayati xin Kuto từ đâu Quý Mujati thoát khỏi đúc khá sự khổ đau sâu khá sự sầu muộn tới về sát tí tìm kiếm dạ thưa sư con xin hết xin mời Phật tử Tiên Mã dạ thưa sư xin đọc ngữ vựng Supina mộng điềm báo đú tí giá thứ hai tí rí giá tí né cỏ tí rí dè út gách chá tí mọc lên na phí rúng a ha na tí chạm vào đánh đập na phá bầu trời tích thế tí tha tí dừng lại đánh lại ý má này ariyo athangiko mago thánh đạo tâm ngành afisambut chá tí giác ngộ hoàn toàn Machima Patipada Machima Patipada trung đạo Yoga Vajra nam ở hành giả Pariwachapeti
Bê tí khiến tránh xe. Anh té cực đòn. Kè mê xú. Kè mê xú khé. Lý kè du. Lú vô. Dù vô. Sự đắm xe trong các dục. Át tê kí lê mê nè. Át tê kí lê mê. Thè nú vô. Dù vô. Sự tự hành khổ mình. Kè thân thế nào. Trè giá tí sinh. Cú tô từ đâu? Quy mút chế tí thoát khỏi. Đúc khé. Sự đau khổ. Sô ké sự sầu muộn. Bà rí dê xé tí tìm kiếm. Mẹ thầy sư xin hết. Xin mời Ngọc Trân. Thưa sư, con xin đọc từ vựng. Sô bí ná, mộng điềm báo. Đứa tí giá thứ hai, tí rí giá tí ná, cỏ tí rí già, tí rí già tí ná, cỏ tí rí già, ú gá chá tí mọc lên, nà phí, rúm, a há ná tí chạm vào đánh đập, ná phá bầu trời, tí thá tí tha tí dừng lại đứng lại, ý má này, a rí vô á thăng ghi cô mắc gô, thánh đạo tám ngành, a phí xăm bút chá tí, giác ngộ hoàn toàn, mắt chí mà pa tiếp pa đà trung đạo yoga quá chá rá hành giả pari quá chà pề tí khiến tránh xa an tá cực đoan kame số kama số kalika nu yoga sự đắm say trong các dục atakila matha nu yoga sự tự hành khổ mình cá thân thế nào cha giá tí sinh cá tô cú tô từ đây với bút cha tí thoát khỏi đúc khá sự đau khổ xô cá sự sầu muộn Paris về xá tí sự tìm kiếm để thôi xin thưa nó xin mời Phật tử An ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Supina là mộng điềm báo, yếu tí giá thứ hai, tí ghi già tí ná có tí ghi già cúc ghét chá tí mọc lên, na biết là rúng, a há ná tí chạm vào đánh đập, ná bá bầu trời, tí tha tí, tha tí dừng lại đứng lại, ý má này, a ri yô a tha ghi cô mắc gô, thánh đạo tám ngành, a bí sam bút chá tí, giác ngộ hoàn toàn, mát chi ma pa tí pa ta, trung đạo, Yoga Vatara hành giả Hari Vatcha Phê Tí kiến tránh xa hành tá cực đoan Kà Mê Sú Kà Má Sú Khá Lý Kà Nú Yogo sự đánh đập Atta Kí La Má Thà Nú Yoga sự tự hành khổ mình Cá Thăng thế nào cha giá trị là sinh cú trô từ đâu vi mút giá trị thoát khỏi đúc khác sự đau khổ sâu khác sự sầu muộn hari về giá trị tìm kiếm giả thi sư con xin hết xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo dạ thi sư con xin đọc ạ. Số bí ná mộng điềm báo đu tí giá thứ hai tí dí ra tí ná có cỏ tí dí ra úc gác chặt tí mọc lên na phí lún a hà na tí chạm vào đánh đập lá phá bầu trời tiếp tha tí hoặc là tha tí dừng lại đứng lại ý má này arizo ethangrico mago thánh đạo tám ngành afisam búc cha tí giác ngộ maxima tati tada trung đạo yoga vachara hành giả brihvacha peti
khiến tránh xa. An tá cực đoan, kamisu, kamasu khăn ní, kanuzo, sự đắm say trong các dục. Etta kín lá má, kanuzo gá, sự tự hành khổ mình. Các thăng thế nào? Cha gia tí, sinh, ú tô, từ đâu? Quý múc cha tí, thoát khỏi, đúc khá, sự đau khổ, thô cá, sự không muộn. Bà Di Dê sẽ tí tìm kiếm. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ thưa sư, đã hết ạ. Vậy chúng ta sẽ học phần văn phạm ha. Văn phạm là phần chỉ thị đại danh từ. Hôm trước thì mình đã học phần quan hệ đại danh từ. Giờ hôm nay thì chúng ta học một phần nữa cũng phần đại danh từ, nhưng mà nó là chỉ thị đại danh từ. Chỉ thị đại danh từ là khi dùng để chỉ người hay vật có tính cách xác định, như cái mát này, tát ấy, cái tát đó. Chỉ thị đại danh từ thì nó chỉ có 4 âm từ thôi, chỉ có 4 âm từ thôi. Nhưng mà cái khó của chỉ thị đại danh từ ở đây đó là mỗi một từ nó có một cái bảng chia riêng, và nó chia theo nam tính, nữ tính và trung tính. Là mỗi một chữ như vậy là chúng ta phải học 3 bảng. Mỗi một chữ như vậy phải học 3 bảng. Học 3 bảng này chỉ xài được một chữ thôi. Ví dụ cái mát nó có 3 cái bảng chia, hay dạng nam tính, nữ tính và trung tính. Tát nó có một cái bảng chia nam tính, nữ tính và trung tính. Rồi e tát nó có một cái bảng chia nam tính, nữ tính và trung tính. Trong bài học này thì người ta chỉ cho mình một cái bảng chia của chữ y mát, nhưng ở phần sau của quyển sách này thì người ta có cho thêm mình trong cái bảng tám với bảng y tám. Ta cũng tập chim chặt quen. Về cách sử dụng thì chỉ thị đại danh từ trong tiếng Mali được sử dụng như một tính từ, tức là chúng phải đồng tính, đồng cách, đồng ngữ số với danh từ mà chúng ly kiện. Anh nhớ cái này, khi mà một phân từ hoặc là một đại danh từ nào đó nói dùng như là tính từ thì nó luôn luôn đồng tính, đồng cách và đồng số, ngoài trừ là dạng tính từ số đen. Ngoài trừ tính từ số đen mà chúng ta sẽ học ở quyển 2, học ở bài sau, các bài sau như bài 10, bài mấy có các tính từ số đếm. Đếm bài số 10 chúng ta sẽ có. Rồi ở đây ví dụ Ayang Ariyo Athangiko Makgo Machima Patipada Vuchati. Thanh đạo tám ngành này còn được gọi là trung đạo. Thì ở đây chúng ta thấy là cái chữ Ayang đó mình quen, đó là đúng là cái chữ này Ariyo Athangiko Makgo, thì cái này nó phải là gì đó là ô, phải chia sao nó không thành ô, nhưng ở đây nó lại là Ajang. Là vì cái chữ yếm mát nó được chia ở dạng nam tính, chủ cách, số ít, nó là Ajang. Mặc dù mình, ở đây mình thấy nó là dạng ăn, nhưng mà nó vẫn là nam tính, chủ cách, số ít, giống như là Ariyo Athangiko Makgo. Và trong trường hợp này thì nó dùng như là tính từ xác định thánh đạo tác ngành này, hoặc là ta upasika hiyo thamman sunikung viharang akami. Hôm qua cô tu nữ ấy đã đi đến chùa để nghe pháp. Thì ở đây thấy
chữ sa đây nó được chia từ từ chữ tác ở bản nữ tính, tại vì ở đây nó làm tính từ cho chữ upasika là tính nữ. Thì chữ sa đây là cái gốc của nó là từ chữ tác, rồi ở chủ cách nữ tánh, chủ cách số ít thì nó được chia là sa. Nó bằng với đồng tính, đồng cách, đồng số với chữ upasika. Ví dụ ba đó là mama thakiniya cấp hê ê tăng tê tăng quất thăng thao tít, có tâm quải trắng đó trong phòng của chị tôi. Trong phòng của chị tôi, để đây là ê tăng. Ê tăng ở đây nó bổ nghĩa cho cái chữ quất thăng, quất thăng, quất thăng, xê tăng quất thăng, tấm vải trắng đỏ. Thì ở đây nó cũng là đồng tính, đồng cách, đồng số với cái chữ quách thang, cái chữ e tán ở dạng trung tính đối cách thì nó được chia là e tán. Thì đó là cái quan hệ đại danh từ. Quan hệ đại danh từ nó còn một hai từ nữa, mà các từ kia thì nó được sai. Ba chữ này thì dùng phổ thông, không quan bì à. Mỗi một từ như vậy nó có tới ba bản kia, cho nên mình liệt kê nhiều quá mình cũng học được cái đó không. Nếu mình cần tìm hiểu thì mình sẽ tìm hiểu sau. Rồi đây là biến cách của chỉ thị đại danh từ. Thứ nhất là bản năm tính. Bản năm tính. Ở đây mỗi một bản thì chỉ có một từ giống như tôi nói lúc nãy. Ở đây là bản bằng biến cách của chỉ thị đại danh từ y mát. Đây là bằng y mát dịch là này này. Thì ở đây là nam tính, nó có chủ cách là ai dăng số nhiều y mê, đối cách nó là y mang số nhiều y mê, tại dùng cách số ít đó là y mi na át nê ná số nhiều y mê hi y mê phi e hi e phi. Chỉ định cách số ít y mát phát át phát y mê sa năng, e sang e sa năng, số sư cắt sư ức, y mầm hà, y mắc ma, ác ma, số nhiều y mê hí, y mê phí, e hí, e phí, đã thuộc cắt sư ức, y mắc sa, ác sa, y mê sa năng, e sang e sa năng, định sở cắt sư ức, y mầm hí, y mắc mình, ác mình, số nhiều y mê xuống. Đó là bản nam tính. Và đây là bản nữ tính. Chủ cách số ít ai dăng. Như vậy thì nữ tính với nam tính ở dạng chủ kích, chủ cách số ít thì nó giống nhau, tức là nó đều sử dụng chữ ai dăng. Số nhiều y ma vô, đối cách số ít y mang, số nhiều y ma vô. Sử dụng cách số ít y mi na, số nhiều y ma hi. Chỉ định cách số ít y ma giá, y mi sa giá, ác sa giá, tư nhiều y ma sa năng, a sang a sa năng, số sư cách số ít y ma giá, số nhiều y ma hi, sở thuộc cách số ít y ma giá, y mi sa giá, ác sa giá, tư nhiều y ma sa năng, a sa năng, định sở cách số ít y ma giang, số nhiều y mi tăng ác tăng số nhiều. Định sở cách số ít y ma giang y mi tăng ác tăng số nhiều y ma xuống. Phần trung tính thì nó chỉ có cách một, cách hai là nó khác nhau, còn từ cách ba trở đi thì nó giống như là danh từ ở dạng nam tính, tức là cách một, cách hai số ít thì là y đăng, số nhiều là y ma ni. Mình được lại tí cái bản trung tính, nó chỉ khác ở cách một cách hai. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để tập chia cái bản này tí đi, làm quen với cái bản kia này. Nhớ thì chúng ta không nhớ nổi đâu, nhưng mình cũng tập chia để nhớ được cách nào hay cách.
Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Ta có thể mỗi người chia dạng nam tính, nữ tính hoặc là trung tính ha. Mỗi người chia một tính thôi. Dạ bạch sư, con xin đọc bản biến cách của chỉ thị đại danh từ y má dạng nam tính ạ. Chủ cách: số ít, ái dân, số nhiều, ý mê, đối cách, ý măng, số nhiều, ý mê, sử dụng cách, số ít, ý mí na, á nê ná, số nhiều, ý mê hí, ý mê phí, ê hí, ê phí, chỉ định cách, số ít, ý mát xá, át xá, số nhiều, ý mê săn, ý mê sa năng, ê săn, ê sa năng, xúc xúc cách, số ít, ý mam ha, ý mát ba, át ba, số nhiều, ý mê hí, ý mê phí, ê hí, ê phí, sở thuộc cách, số ít, ý mát xá, át xá, số nhiều, ý mê săn, ý mê sa năng, ê săn, ê sa năng, định sở cách, số ít, ý má, ý mầm hí, ý mát bình, át bình, số nhiều, ý mê xú. Dạ con xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Bạch sư, con xin đọc một số danh từ nam y má nam tính. Chủ cách: số ít, ái dân, số nhiều, ý mê, đối cách: số ít, ý măng, số nhiều, ý mê, sử dụng cách: số ít, ý mí na, á nê ná, số nhiều, ý mê hí, ý mê phí, ê hí, ê phí, chỉ định cách: số ít, chỉ định cách: số ít, ý mát xá, át xá, số nhiều, ý mê săn, ý mê sa năng, ê săn, ê sa năng, xuất xứ cách: số ít, ý nam hà, ý mát ma, ý át ma, số nhiều, ý mê hí, ý mê phí, ê phí, sở thuộc cách: số ít, ý mát xá, át xá, số nhiều, ý mê săn, ý mê sa năng, ê săn, ê sa năng, định sở cách: số ít, ý nam hí, ý mát mi, ý mát minh, át minh, số nhiều, ý mê xú. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư, con xin đọc bảng biến cách của chỉ thị đại danh từ ý má dạng nữ tính ạ. Chủ cách: số ít, á răng, số nhiều, ý ma, ý ma, ý ma dô, đối cách: số ít, ý măng, số nhiều, ý ma, ý ma dô, sử dụng cách: số ít, ý mí na, số nhiều, ý ma hí, ý ma phí, chỉ định cách: số ít, ý ma giá, ý mít xa, ý mít xa giá, át xa, át xa giá, số nhiều, ý ma xăng, ý ma xa năng, a xăng, a xa năng, xuất xứ cách: số ít, ý ma giá, số nhiều, ý ma hí, ý ma phí, sở thuộc cách: số ít, ít ý ma giá, ý mít xa, ý mít xa giá, át xa, át xa giá, số nhiều, ý ma xăng, ý ma sa năng, a xăng, a sa năng, định cờ sở cách: số ít, ý ma răng, ý mít xăng, át xăng, số nhiều, ý ma xú. Bạch sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ. Sư, con xin chia bảng danh từ ý má dạng trung tính ạ. Trung tính thì mình chia kèm với bảng nam tính hả? Chủ cách: số ít, ý đăng, số nhiều, ý ma ní. Đối cách: số ít, ý đăng, số nhiều, ý ma ní. Sử dụng cách: số ít, ý mí na, á nê ná, số nhiều, ý
ý lê hí, ý lê phí, ê hí, ê phí, chỉ định cách. Số ít, ý mát xá, át xá. Số nhiều, ý lê sang, ý lê xa năng, ê sang, ê xa năng. Tất cứ cách, số ít, ý mâm hà, ý mát ma, át ma. Số nhiều, ý mê hí, ý mê phí, ê hí, ê phí, sở thuộc cách. Số ít, ý mát xá, át xá. Số nhiều, ý mê sang, ý mê xa năng, ê sang, ê xa năng, định sở cách. Số ít, ý mâm hí, ý mát minh, át minh. Số nhiều, ý mê số, dạ thư sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin chia bản chỉ thị đại danh từ bản nam tính. Chủ cách số ít, á dào. Số nhiều, y mê. Đối cách số ít, y màu. Số nhiều, y mê. Sử dụng cách số ít, y mi nà. Á nề nhá. Số nhiều, y mê hí, y mê phí. Ê hí, ê phí. Chỉ định cách số ít, y ma xá, á xá, số nhiều, y mê xà năng, ê sàng, ê xà năng, xuất xuất cách số ít, y mầm hà, y ma xà, á xà, số nhiều, y mê phí, ê hí, ê phí, sở thuộc cách số ít, y ma xá, á xá, số nhiều, y mê xà năng, ê xà năng, định sở cách số ít, y mầm hí, y mát men, ác men, số nhiều, y mê số. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Ngọc Trân. Thưa sư con xin chia bản miếng cách của chỉ thị đại danh từ ý má dạng nữ tính. Chủ cách số ít, á dân, số nhiều, ý ma vô. Đối cá số ít, ý măng, số nhiều, ý ma vô. Sử dụng cá số ít, ý mi na, số nhiều, ý ma hí, ý ma phí. Chỉ định cá số ít, ý ma giá, ý mi xa giá, á xa giá. Số nhiều, ý ma xa năng, a xa năng. Số sức cá số ít, ý ma giá, số nhiều, ý ma hí, ý ma phí. Sở thuộc các số ít, ý mà giá, ý mi xà giá, á xà giá. Số nhiều, ý mà xà năng, a xà năng. Định sở các số ít, ý mà dàn, ý mi xà, á xà, số nhiều, ý mà số. Thưa sư, thưa nó. Bây giờ chúng ta chia thêm cái bảng nam tính này ha. Ở cái bảng bảng tác thì bảng này mình chia như đây được. Để mình còn thấy bảng khác nữa. Cho nên những người còn lại mình chia cái bạn rồi đi làm bạn tán, bạn tán biến cách của chỉ thị đại danh từ tán. À, đây mình có chủ cách là số, số nhiều, số ít là số, số nhiều là t, đối cách. Số ít là tăng năng, số nhiều là tê nê. Sử dụng các số ít là tê nát, số nhiều là tê hí, tê phí. Chỉ định các số ít là tác tác, ác tác, số nhiều là tê sang, tê sa năng. Số ít các số ít là tác ma, ác ma, số nhiều là tê hí, tê phí. Sở thuộc các số ít là tác tác, ác tác, số nhiều là tê sang, tê sa năng. Định sở các số ít là tác minh, ác minh, số nhiều là tê chú. Nữ tính thì nam tính. Ở đây trung tính thì mình có chủ cách số ít là tăng, ta ní. Tăng ta ní, tăng ta ní.
còn các cách còn lại thì cách còn lại thì nó giống như là bản nam tính nha, còn lại thì giống bản nam tính. Rồi còn bản nữ tính, đây là bản nữ tính, chủ cách ta, tưởng là ta, thứ nhì là ta, ta vô. Đối cách số ít là tăng, số nhiều là ta, ta vô. Sử dụng cách số ít là ta giá, số nhiều là ta khí, ta khí. Chỉ định cách số ít là ta giá, ta ta, ác ta, tí ta. Số nhiều ta tăng, ta ta năng. Số cách số ít là ta giá, số nhiều là ta khí, ta khí. Sở thuộc cách số ít là ta giá, ta ta, ác ta, tí ta. Số nhiều là ta tăng, ta ta năng. Định sở cách số ít là ta văn, tắc văn, ác văn, tiết văn, thứ nhì là ta xuống. Đây tăng tăng đi tăng tăng đi. Rồi bây giờ ai nãy mình chưa chia chi tiết thì có thể chia danh từ đại trí thì đại danh từ tác thôi, phải nam tính, nữ tính hoặc là trung tính. Mời Phật tử An. Dạ thưa sư, con xin chia bản biến cách chỉ thị đại danh từ tác ở dạng nam tính. Chủ cách số ít, số, số nhiều, t, đối cách số ít, tăng, số nhiều, đối cách số ít, tăng, năng, số nhiều, t, nê, sử dụng cách số ít, t, ná, số nhiều, t, hí, t, biết, chỉ định cách số ít, tát xá, át xá, số nhiều, t, xăng, tê sa năng, sức sức cách số ít, tát ma, át ma, số nhiều, tê hí, tê bí, sở thuộc cách số ít, tát xá, át xá, số nhiều, tê xăng, tê sa năng, chỉ định cách số ít, tát min, át min, số nhiều, tê xú. Dạ thưa sư, con xin hết. Mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin đọc chia bản nữ tính. Chủ cách số ít xe, số nhiều tê, tê vô. Đối cách tăng, số nhiều tê, tê vô. Sử dụng cách tê giá. Số nhiều tê hí, tê phí. Chỉ định cách tê giá, tắt xe. Ách xe, tích xe. Số nhiều tê xăng, tê xe năng. Xuất xứ cách tê giá, số nhiều tê hí, tê phí, sở thuộc cách tê giá, tách xe, ách xe, tích xe, số nhiều tê săn, tê xe năng, định sở cách tê dân, tách săn, ách săn, tích săn, số nhiều tê xú, và tê xương xin hết. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin phép được đọc một số chỉ thị đại danh từ nữ tính. Chủ cách số ít xa, số nhiều ta, ta vô. Đối cách số ít tăng, số nhiều ta, ta vô. Sử dụng cách số ít ta giác, số nhiều ta hí, ta phí. Chỉ định cách số ít ta giác, tha xa, á xa, thích xa. Số nhiều, ta sang, ta sa năng. Xuất xứ cách số ít, ta giác. Số nhiều, ta hí, ta phí. Sở thuộc cách, ta giác, ta sa, á sa,
Tissa, số nhiều. Ta sang, ta sa năng, định sở cách số ít. Ta yang, ta sang, a sang, tissang, số nhiều. Ta sứ, dạ con kính cảm ơn. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ bạch sư, con xin chia biến cách chỉ thị đại danh từ tá trung tính, chủ cách số ít, tăng số nhiều, ta ní, đối cách số ít, tăng số nhiều, ta ní. Sử dụng cách số ít, tê ná, số nhiều, tê hí, tê khí. Chỉ định cách số ít, tát xá, át xá, số nhiều, tê sang, tê sa năng. Sức xứ cách số ít, tát xa, tát ma, át ma, số nhiều, tê hí, tê phí. Sở thuộc cách số ít, tát xá, át xá, tê sang, tê sa năng. Định sở cách số ít, tát minh, át minh, số nhiều, tê số. Con xin hết ạ. Mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư, con xin đọc bảng biến cách của chỉ thị đại danh từ tá dạng nữ tính ạ. Chủ cách số ít xa, số nhiều ta, ta dô. Đối cách số ít tăng, số nhiều ta, ta dô. Sử dụng cách số ít ta giá, số nhiều ta hí, ta phí. Chỉ định cách số ít ta giá, tát xa, át xa, tí xa. Số nhiều ta xăng, ta xa năng. Xuất xứ cách số ít ta giá, số nhiều ta hí, ta phí. Sở thuộc cách số ít ta giá, tát xa, át xa, tít xa. Số nhiều ta xăng, ta xa năng. Định sở cách số ít ta răng, tát xăng, át xăng, tít xăng. Số nhiều ta xú. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin đọc biến cách của chỉ thị đại danh từ tá trung tính. Chủ cách số ít tăng, số nhiều ta ní. Đối cách số ít tăng, số nhiều ta ní. Sử dụng cách số ít tê ná, số nhiều tê hí, tê phí. Chỉ định cách số ít tát xá, át xá, số nhiều tê xăng, tê sa năng. Xuất xứ cách số ít tasma, asma, số nhiều tê hí, tê phí. Sở thuộc cách số ít tasa, asa, số nhiều tê xăng, tê sa năng. Định sở cách số ít tasmin, asmin, số nhiều tê số. Dạ con xin hết ạ. Thưa sư, đã hết rồi. Giờ ta chia thêm một bản nữa ha. Một bản của E8. E8. Đây là E8 ở dạng nam tính. Thứ nhất là E, chủ cách số ít là E so, số nhiều E T. Đối cách số ít là E tăng, E năng, số nhiều là E T. Sử dụng cách số ít là E T mát, E T khí. Chỉ định cách số ít E tát phát, E T xăng, E T xa năng. Số cách số ít E tâm ha, E tát ma, số nhiều E tê khí. Thật thuộc cách số ít E tát sát, E số nhiều E tê xăng, E tê sa năng. Định sở cách số ít E tâm khí, E tát minh, số nhiều là E tê xuống. Ở dạng nữ tính này có chủ cách số ít là E sa, số nhiều là E ta. Đối cách số ít là E tăng, E năng, số nhiều là E ta. Sử dụng cách số ít là E ta giá, E ta, số nhiều là E ta ý. Chỉ định cách số ít là E ta xa, E tí xa, E tí xa giá, số nhiều là E ta sang, E ta xa mang. Xuất xứ cách là số ít E ta giá, số nhiều E ta ý. Sở thuộc cách số ít E ta xa, E tí xa, E tí xa giá, số nhiều E ta sang, E ta xa mang. Định sở cách số ít là E tát tăng, E tít tăng, E ta giang, số nhiều là E ta xú. Trung tính thì cách 1, cách 2 khác, nhưng mà cách từ cách 3 tới đi thì nó cũng giống như dạng nam tính.
dụ cách số ít là e tăng thứ nhì e tăng ý, đối cách số ít là e tăng thứ nhì là e tăng ý, cách còn lại giống như tăng từ. Rồi mày lớp tập kia thêm cái bảng này nữa làm hết phần này chỉ thì đại danh từ. Mà cô tu nữ dự bảo ạ. Thật sư, con xin đọc mà biến cách chỉ thị đại danh từ ê tá cách nữ tính. Sư cho sư đẩy xuống con xin. Chủ cách số ít ê sa, số nhiều ê ta, đối cách số ít ê tăng ê năng, số nhiều ê ta, sử dụng cách số ít ê ta giá, số nhiều ê ta hí, chỉ định cách số ít ê ta xa, ê tít xa, ê tít xa giá, số nhiều ê ta xăng, ê ta xa năng, xuất xứ cách số ít ê ta giá, số nhiều ê ta hí, sở thuộc cách số ít ê ta xa, ê tít xa, ê tít xa giá, số nhiều ê sa xăng, số ê ta sa năng, chỉ định cách số ít ê ta sa na, ê ta xăng, ê tít xăng, ê ta dăng, số nhiều ê ta xú. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bà sư, con xin đọc bảng biến cách của chỉ thị đại danh từ ê tá dạng nam tính ạ. Chủ cách số ít ê xô, số nhiều ê tê, đối cách số ít ê tăng ê năng, số nhiều ê tê, sử dụng cách số ít ê tê ná ê tê hí, chỉ định cách số nhiều là ê tê hí, chỉ định cách số ít ê tá xá, số nhiều ê tê xăng ê tê xa năng, xuất xứ cách số ít ê tam ha ê tá ma, số nhiều ê tê hí, sở thuộc cách số ít ê tá xá, số nhiều ê tê xăng ê tê xa năng, định sở cách số ít ê tam hí ê tá minh, số nhiều ê tê xú. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc bảng biến cách của chỉ thị đại danh từ ê tá là đó dạng trung tính ạ. Chủ cách số ít ê tăng, số nhiều ê ta ní, đối cách số ít ê tăng, số nhiều ê ta ní, sử dụng cách số ít ê tê ná, số nhiều ê tê hí, chỉ định cách số ít ê tát xá, số nhiều ê tê xăng ê tê xa năng, xuất xứ cách số ít ê tam ha ê tát ma, số nhiều ê tê hí, sở thuộc cách số ít ê tát xá, số nhiều ê tê xăng ê tê xa năng, định sở cách số ít ê tam hí ê tát minh, số nhiều ê tê xú. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An. Dạ thưa sư, con xin đọc bản biến cách của chỉ thị đại danh từ ê tá dạng nữ tính. Chủ cách số ít ê sa, số nhiều ê ta, đối cách số ít ê tăng ê năng, số nhiều ê ta, sở thuộc cách số ít ê ta giá, số nhiều ê ta hí, chỉ định cách số ít ê ta xa ê tít xa ê tít xa giá, số nhiều ê ta xăng ê ta xa năng, xuất xứ cách số ít ê ta giá, số nhiều ê ta hí, sở thuộc cách số ít ê ta xa ê tít xa ê tít xa giá, số nhiều ê ta xăng ê ta xa năng, số ít định sẽ cách số ít ê ta xăng ê tít xăng ê ta dăng, số nhiều ê ta suốt. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Ngọc Trân. Sư, con xin đọc chi bản biến cách của chỉ thị đại danh từ ê tá đó bản trung tính. Chủ cách số ít ê tăng, số nhiều ê ta ní, đối cách số ít ê tăng, số nhiều ê ta ní,
Sử dụng các số ít ê tê ná, số nhiều ê tê hí. Chỉ định các số ít ê tá xá, số nhiều ê tê sang, ê tê sa năng. Sư sư các số ít ê tá ma, ê tam hà, số nhiều ê tê hí. Sở thuộc các số ít ê tá xá, số nhiều ê tê sang, ê tê sa năng. Định sở các số ít ê tá minh, ê tam hí, số nhiều ê tê xuống. Để thay sư sư đó. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ, thưa sư, con xin chia chỉ thị đại danh từ an tá bản nữ tính. Chủ các số ít, e sa, số nhiều, e ta. Đối các số ít, e tăng, e năng, số nhiều, e ta. Sử dụng các số ít, e ta giá, e ta, số nhiều, e ta hí. Chỉ định các số ít, etasa, etisa, etisa giá, số nhiều, etasa, etasa năng. Xuất xuất các số ít, eta giá, số nhiều, eta hí. Sở định các số ít, etasa, etisa, etisa giá, số nhiều, etasa, etasa năng. Sở định các số ít, etasa, etisa. Ê ta dân, số nhiều, ê ta số. Dạ sư sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin phép được bản biến cách của chỉ thị đại danh từ ê ta. Chủ cách số ít, ê xa, số nhiều, ê ta. Đối cách số ít, ê tăng, ê năng, số nhiều, ê ta. Sử dụng cách số ít e ta giá, số nhiều e ta hí. Chỉ định các số ít e thát xa, e thít xa, e thít xa giá, số nhiều e ta sang, e ta xa năng. Xuất sức các số ít e ta giá, số nhiều e ta hí. Sở thuộc các số ít e thát xa, e thát xa, e thít xa, e thít xa giá, số nhiều e ta sang, e ta xa năng. Định sở cách e thát sang, e thít sang, e ta dân, số nhiều, e ta sướng. Dạ thưa con kính tri ân sư. Dạ thưa sư đã hết rồi. Đó là phần bản chia các chi thì đại danh từ. Chúng ta cố gắng lật qua lật lại xem nó một tí để khi mình làm bài tập thì nhớ, tại những cái bảng chia này thì ở trong từ điển nó không có. Cái trong các người ta chỉ cho mình cái chữ gốc như là y má tá e tá và như vậy thôi, chứ người ta không có cho mình cái bảng chia. Bảng chia này là mình phải để ý để mình nhớ một ít để chúng ta có thể giải bài tập được. Là nếu mà ta gặp các từ mà người ta chia rồi như thế này thì là từ điển không có, từ điển nào còn có từ điển nào mà người ta cung cấp mình đủ các bảng chia như vậy. Chỉ có cái phần cái từ gốc thôi, còn bảng chia là mọi người phải tự ghi nhớ đó. Rồi bây giờ phần còn lại đó là phần đó là câu hỏi. Kính bạch sư, sư cho con hỏi đi sư. Nói đi. Dạ, sư sư, cái chữ tá này trước đây mình đã học là nhân xưng đại danh từ tá. Rồi bây giờ nó có cái tên khác là chỉ thị đại danh từ. Thì hai cái tá này mình chia nó cũng giống nhau, nhưng mà cách dùng nó khác nhau hả sư? Đúng rồi, cái chữ riêng đối với danh từ tá. Danh từ tá thì nó vừa sử dụng được là ở dạng nhân xưng đại danh từ, vừa sử dụng được cho dạng chỉ thị đại danh từ. Mà thường khi nào nó sử dụng ở dạng nhân xưng đại danh từ là thường, tại nếu mà nó sử dụng ở dạng nhân xưng đại danh từ thì nó sẽ đứng ở ngôi thứ ba. Ví dụ như là ngài, thường mình dịch ở trong bài tập mình thấy chữ xô, xô mình dịch là ngài,
hoặc là dùng thay thế cho thái tử thì dùng là dịch là thái tử, dịch là ông ấy gì đó. Thì ở trong trường hợp đó nó là nhân xưng đại danh từ. Còn chỉ thị đại danh từ á, chỉ thị đại danh từ thường nó sẽ giống các ví dụ ở trên nè. Chỉ thị đại danh từ nãy mình dùng như là cái gì, như là tính từ, dùng như là tính từ bổ nghĩa. Ví dụ như là người đàn ông này, người đàn ông ấy, như vậy. Còn nhân xưng đại danh từ thì nó dùng thay thế hẳn cho danh từ. Nó chỉ khác nhau, bản chia thì nó giống nhau, tức là cũng cùng cái bản chia. Một cái thì nó dùng để chỉ dùng là tính như là tính từ mà nó chỉ cái nghĩa xác định, tức là xác định là người ấy hoặc là người này người đó, tức là chỉ đích. Sư sư, như vậy là cái mà nhân xưng đại danh từ là nó thay thế cho một danh từ, còn cái này là nó dùng như là một cái tỉnh từ. Dùng như là tỉnh từ, mà về bản chia thì nó vẫn giống nhau. Bản chia nó giống nhau, thấy lẫn lộn không, thấy nó giống y, cũng không biết cái nào là nào hết. Thì khi nào thấy nó sử dụng một mình á, ví dụ một mình á, thì cái đó là nhân xưng đại danh từ. Còn khi mà nào nó đi kèm với một danh từ khác thì cái đó là chỉ thị đại danh từ. Chỉ thị đại danh từ. Cảm ơn sư. Bây giờ phần trả lời câu hỏi. Câu số 1. Dạ, sư còn chẳng từ chỉ sự nghi vấn, sư chưa có hỏi sư. Dạ. Còn chẳng từ nữa, chẳng từ luôn trong bài này. Chẳng từ chỉ sự nghi vấn. Cách sử dụng chẳng từ chỉ sự nghi vấn là những cái chẳng từ dùng để hỏi. Ví dụ ở đây mình có là lúc thăng qua sô phô qua cô tô chạy ở tí. Một số trường hợp thì cái chữ hỏi này cũng thường được viết ở đầu câu. Đau khổ hay sầu muộn từ đâu sinh ra, tôi hàng năm mang kinh là kinh tôi hàng năm mang, tên của bạn là gì? Dạ, đây chữ cú tô là chữ kinh, là tặng từ dùng để hỏi. Ở trong văn bản gốc thì phần lớn các tặng từ dùng để hỏi này thường được viết ở đầu câu nhiều hơn. Cái đó nó không phải là lúc nào cũng 100%, nó chỉ nhiều hơn. Rồi đây là một số tặng từ chỉ sự nghi vấn dùng để hỏi. Ví dụ như là cách thác, cách thăng, cách đa, cú đa, kí ta quá ta, kí mắt thăng, kí mắt thà giá, tình cá ra nào, tình kí quát, cú tô, cú hình, cách thác, quan qua. Xem lại lần nữa: cách thác, cách thang, cách đa, quốc đa, kita quá ta, kim mắt thang, kim mắt thà giá, kinh cá rắc nà, kinh kí quá, quốc tô, quốc hình, quốc thác, cụ quan qua
Rồi đây là một số cần từ chỉ sự nghi vấn. Ở đây để chữ kinh mà nó xài ở trong cần từ như thế này thì nó không có chia nữa. Nó xài ở dạng quan hệ là danh từ thì nó sẽ chia theo theo nam tính, nữ tính và trung tính. Nhưng mà khi mà nó sử dụng ở trạng từ như thế này rồi thì nó không có chia. Nó không có chia khi yêu trạng từ đẹp. Rồi mời lớp tập đọc các trạng từ chỉ sự nghi vấn hay chỉ điểm. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Xin mời Phật tử Thảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin đọc một số trạng từ chỉ sự nghi vấn. Cách thá, chỗ nào? Cách thân, thế nào? Cá đa, khi nào? Cú đa, khi nào? Kít ta, quát ta, bao xa, đến đâu? Ký mát thân, mục đích gì? Ký mát tha giá, để làm gì? Kinh cá ra ná, kinh cá ra ná, kinh cá rá na, lý do gì? Kinh, ít gì có chi? Ký quá, bao nhiêu? Cú tô, từ đâu? Cú hình, cú thá, ở đâu? Cú tha, cú quăng, ở đâu? Qua, ở đâu? Tại đâu? Dạ, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ sự nghi vấn. Cách thá là chỗ nào? Cách thăng là thế nào? Cách đa khi nào? Cú đa khi nào? Kít ta vát ta bao xa đến đâu? Ký mát thăng mục đích gì? Ký mát tha giá để được làm gì? Để làm gì? Kinh đá rá na lý do gì? Kinh ít gì có chi? Ký quá bao nhiêu? Cú tô từ đâu? Cú hình cút thác ở đâu? Cú thác cú quăng ở đâu? Qua ở đâu? Tại đâu? Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Bạch sư con xin đọc một số trạng từ chỉ sự nghi vấn ạ. Cá thá chỗ nào? Cá thân thế nào? Cá đa khi nào? Cú đa khi nào? Kít ta quá ta bao xa đến đâu? Ký mát thân mục đích gì? Ký mát tha giá để tìm gì? Để làm gì? Kinh cá rá na lý do gì? Kinh ít gì có chi? Ký quá bao nhiêu? Cú tô từ đâu? Cú hình cút thá ở đâu? Cú thá cú quăng ở đâu? Qua ở đâu? Tại đâu? Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Bạch sư con xin đọc một số trạng từ chỉ sự nghi vấn ạ. Cá thá chỗ nào? Cá thăng thế nào? Cá đa khi nào? Cú đa khi nào? Kít ta quá ta bao xa đến đâu? Ký mát thăng mục đích gì? Ký mát tha giá để làm gì? Kinh cá rá na lý do gì? Kinh ích gì có chi? Ký quá bao nhiêu? Cú tô từ đâu? Cú hình cú thá ở đâu? Cú thá cú quăng ở đâu? Qua ở đâu? Tại đâu? Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn ạ. Thưa con kính đảnh lễ, con xin phép được đọc bài một số trạng từ chỉ sự nghi vấn. Cách thá chỗ nào? Cách thân thế nào? Cách đa khi nào? Cú đa khi nào? Kít ta quát ta bao xa đến đâu? Khi bắt thân mục đích gì? Khi mắt tha giác để làm gì? Kinh khát ran na lý do gì? Kinh ít gì có chi? Khí quá bao nhiêu? Cút tu từ đâu? Cút hình cút thát ở đâu? Cút thát cút quăng
ở đâu, khoa ở đâu, tại đâu. Dạ thưa con kính thưa ông sư. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư Trinh Đạp, một số chuyện từ chỉ sự nghi vấn. Cách thế chỗ nào, cái thân thế nào, cái đe khi nào, cú đe khi nào, kích tê quá tê, bao xe đến đâu, ký mất thân mục đích gì, ký mất thế giá để làm gì, kinh cá rê, nè, lý do gì, kinh ít gì, có chi, ký quá bao nhiêu, cú tô từ đâu, cú hình, cú thế ở đâu, cú thế, cú quăng ở đâu, quê ở đâu, tại đâu. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ sự nghi vấn. Cát thá, chỗ nào, cát thăng, thế nào, cá đa, khi nào, cú đa, khi nào, kít ta quá ta, bao xa đến đâu, kít mát thăng, mục đích gì, kít mát tha giáo để làm gì, kim khá ra nà, lý do gì, kim có ít gì, có chi, ký quá bao nhiêu, cút tô từ đâu, cút hèn, cút thá ở đâu, cút thá, cú quăng ở đâu, khoa ở đâu, tại đâu. Dạ thưa sư con xin hết. Mời Ngọc Trân. Thưa sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ sự nghi vấn. Cách thá chỗ nào, cách thăng thế nào, cá đa khi nào, cú đa khi nào, khi ta quá ta, bao xa đến đâu, khi mát thăng mục đích gì, khi mát tha giá để làm gì, kinh cá ra na lý do gì, kinh ít gì có chi, ký quá bao nhiêu, cú tô từ đâu, cú hiên cú thá ở đâu, cú thá cú quăng ở đâu, qua ở đâu, tại đâu. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một số trạng từ tự nghi vấn ạ. Cách tháng chỗ nào, cách thăng thế nào, cá đa khi nào, cú đa khi nào, kích ta quả ta, bao xa đến đâu, ký mắt thăng mục đích gì, ký mắt tha giá để làm gì, kinh cá ráng na lý do gì, kinh ích gì có chi, ký quá bao nhiêu, cú tô từ đâu, cú hình quốc thá ở đâu, cú thá hoặc là cú vân từ cú quăng ở đâu, qua ở đâu, tại đâu. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ thưa sư đã hết ạ. Bây giờ còn có 6 phút hả? Thôi chắc để kỳ sau đi ha, kỳ sau mình trả lời câu hỏi rồi mình sửa bài tập luôn. Nhưng còn có 6 phút nữa thì mình cũng không được. Anh còn phần đọc đoạn văn, phần trả lời câu hỏi này thì nó liên quan đến phần đọc đoạn văn, cho nên phần đại kỳ sau thì anh tạm nghỉ đi. Mai thứ ba thì mình vẫn học kỹ mẫu bình thường ha, chứ thầy không có gì khoa để chúng ta nghỉ cuối tuần ha. Để chuẩn bị xin mời lớp nghỉ. Dạ, buổi học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành nhiều thời gian để giảng dạy ạ. Chúng con kính chúc sư nhiều sức khỏe và an vui ạ. Và bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc thời kinh hồi hướng phước kính chư thiên ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Thầy Giác. Con xin thay mặt học viên tụng kinh bệ. Xin hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasatha chakomatha deva naga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakhantu sasanang
Akasatha chapamatha devanaga mahitika Bunyang no anumodam tu chirang rakhan tu no garu Akasatha chapamatha devanaga mahitika Bunyang no anumodam tu chirang rakhan tu nyatayo Akasatha chapamatha devanaga mahitika Bunyang no anumodam tu chirang rakhan tu panino Akasatha chapamatha devanaga mahitika Bunyang no anumodam tu chirang rakhan tu no sada Itang watano